Ok và hello anh em nhá. Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, một series mới, một series người que đại chiến anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ là có Goku Ultra đấu với Bugman, như kiểu là người nhện mà anh em. Rồi, cái quả tiếng Việt luôn anh em, game mới anh em ạ. Ok, bỏ qua hướng dẫn đi anh em ơi. Cái game này thì mình ôi ui một quả cầu hủy diệt. Đấm nhau đây anh em ơi. Vãi lều cái gì ấy? Rồi, sức mạnh là mình đang muốn gồng lên sức mạnh mới anh em ạ. Không biết bao giờ mình gồng lên sức mạnh mới ở đây. Vãi chùa. Ui. Tôi muốn gồng sức mạnh để có thể tiến hóa. Ơ không, không có này không lên được cấp à? Đây rồi, ok. Super Saiyan Blue. À, Bugman ghê phết nhỉ. Bugman này KO anh em ạ, tôi đã hạ xong rồi thằng này. Quá đơn giản. Uầy. Super Stickman. Oh, cho thêm một nhân vật mới này. Nhân vật gì? Deadpool anh em ạ. Vai Goku bị xích ở đây anh em ơi. Ôi, có bộ ấy này. 5 Ocean King này. Ui vãi đạn. Sẽ là gồm Ngũ Hoàng anh em ạ. Big Mom này, Kaido này, tóc đỏ này. Hay thật, nhiều nhân vật hết. Ui, nhiều nhân vật lắm anh em ạ. Nhiều nhân vật trong game, trong cái bộ truyện này lắm, hay đấy. Đây là những nhân vật mà mình đã Corey. Bây giờ những nhân vật mình đã mở khóa rồi này anh em. Rồi, vòng quay may mắn. Quay đây. Ơ sao bảo quay cái map này, cái này là được mua tiền rồi. Ảo ma Canada đấm mồm nhé. Không hiểu luôn. Rõ ràng là dĩ nhiên là đáng lẽ là tôi mốt vô hạn kim cương chứ nhỉ. Tiền sẽ tăng khi sử dụng à? Ồ, lạ nhỉ anh em. Cái này thì không nhận được rồi, chắc chắn rồi. Cái này phải mua một tiền à, kim cương này. À, có nghĩa là cái không cần phải xem quảng cáo mà anh em vẫn nhận được rất là nhiều kim cương anh em ạ. Để xem nhìn xem này. Đấy. Ok, vàng. Vàng mình cũng kiếm được đầy vàng này. Đấy, cho anh em thoải mái chưa? Ồ, có miễn phí. Quay ra được ấy à? Thuro à? Thỏ. Ui ôi. Vãi, được luôn đấy anh em ạ. Được luôn dấu trắng luôn. Ảo ma thật sự luôn, nhìn này. Nhìn không phải xem quảng cáo anh em, thế hay. Quay 80 lần để nhận được Thuro anh em. Ôi sao tướng ngoài được luôn đấy nhở. Quà tặng nè. Được luôn tướng mới nè. Thằng này thằng gì? À, Android 18 mình hiểu rồi nè. Đăng nhập hàng ngày. Sale ngày 14 à. Ôi thế mình có tướng mới anh em ạ. Ảo thật sự luôn. Cửa hàng thì mình mua được vàng và kim cương thôi nhá. Nhân vật này đây, nhân vật này mình hoàn toàn có thể mở khóa được ấy. Ví dụ Luffy này. Luffy 25.000 vàng thôi anh em ạ. Kaido ơi. Kaido đấm nhau ấy, được đấy. Nhờ. Qua Naruto anh em ạ, Naruto này 800 game à. Bây giờ đủ 800 game thôi, nhờ. Chúng ta sẽ mở khóa Naruto ra cái. Ok anh em. Được đấy, nhờ. 800 game. Naruto kiểu vĩ anh em ạ. Naruto Beach đẹp hết nhở. Naruto Beach đẹp dã man luôn. Có chuyện. Chúng ta dùng cái Naruto Beach để đấm nhau ha. Naruto Beach khỏe quá. Đấm nhau với thằng gì? Giru Soldier. Vãi cả đạn. Tôi cần phải gồng sức mạnh anh em ạ. Biến. Ơ đừng anh ơi. Biến ngoài mạo. Ok. Đây rồi. Ủa. Khỏe đấy. Mình muốn sử dụng tuyệt chiêu anh em ạ. 180 anh em ơi. Ôi. Rasen Shuriken. Ôi KO luôn anh em ạ. Khỏe quá. Wow. Ôi.
có cả Susanoo luôn anh em ạ. Tôi đảm bảo anh em sẽ có Susanoo tiếp. Và tiếp theo đi. Đầu tiên là tôi cứ dùng dồn sức mạnh này đã. Đây là phân thân chi thuật anh em ơi. Đẹp ghê nhỉ, ghê này đẹp quá. Ghê đẹp quá anh em ơi. Đẹp quá luôn. Ai ạ, ai ạ. Giru Soldier. Hai cái này đấu online không nhỉ? Hai hàng cùng gồng sức mạnh anh em. Hai hàng cùng gồng sức mạnh luôn. Lên Kiwi Natubis. Cái này gọi là Natubis anh em ạ. Có một dạng của Sasuke, có một dạng của Naruto ha. Chuyết đi mạnh, chuyết đi Giru Soldier. Bản đồ anh em. Thì nhau với kiểu vĩ luôn. Có đối kháng này. Đánh bại vô địch thế giới này. Chiến đấu khi còn có thể này, thực hiện kỹ năng chiến đấu giết boss để nhận rất là nhiều phần thưởng. Ok anh em, anh hùng có thể mua được bằng tiền anh em ạ. Nên mình có thể mở khóa tất cả nhân vật trong này đã. Đây Suke dạng gọi là cái gì nhỉ? Cái ấn chú à. Đấy, Susanoo anh em ạ. Mua luôn Susanoo với A liều. Để thế nhở. Sasuke trạng thái Susanoo. Giải đấu. Có cả phần dễ này, phần trung bình đấy anh em. Ấy chà chà chà. Mình sẽ chiến đấu trong cái giải đấu nữa, tưởng không có quảng cáo. Sasuke! Naruto! Sasuke! Susanoo! Lên! Ôi! Nó cũng hóa anh em ạ. Đấm tao thoải mái, Cyborg 18 à. Mày đấm đi, mày không hồi năng lượng à cưng. Ô hủy diệt, nó đấm kinh quá. Uầy, chém Susanoo đúng là đỉnh của chóp anh em ạ. Ôi nó đánh mình anh em ạ. Vãi lều. Chạy đi đâu, Chidori anh em ơi. KO rồi. Chúng ta là người chiến thắng đầu tiên ở trong cái trận đấu của cái giải đấu sức mạnh này anh em ạ. Thật sự là kinh hoàng á. Tiếp tục chiến anh em ơi, chiến tiếp. Bắt đầu với Goku Super Saiyan level 3. Mày phải hóa lên cưng thì mày mới đủ sức đấm nhau với tao. Còn không á, ôi mình còn phải hóa thêm nữa. À không phải hóa thêm mà là từ chiêu thôi. Đây rồi. Chidori. Nó hóa rồi anh em, Super Saiyan cấp 3 rồi. Chém. Mình sẽ là người vô địch của giải đấu sức mạnh em ạ. Hay quá. Game này còn hay gấp vạn lần đấy, game kiểu này anh em. Rồng thần huyền thoại là game từ năm ngoái rồi. Mình chơi game rồng thần huyền thoại từ năm ngoái rồi anh em. Champion, mình chưa đến champion, bây giờ mình đến bán kết thôi anh em ạ. Đến đầu vậy. Nappa. Mẹ thằng Nappa, thằng rách mà. Thằng cùi mía mà anh em. Lên gồng sức mạnh nào, 180. Ok, một đòn này chém ơi bạn ơi. Chạy đâu bạn ơi. À nó khỏe phết anh em ạ. Thằng Nappa này đừng đùa. Mình cũng vẫn có thể hồi được cả sức mạnh mà. Chidori. Vừa đánh nhau mình chúng ta vẫn hồi cả thanh năng lượng luôn, rất là bá luôn anh em. Và đây là trận chung kết đây, chung kết tổng à. Bắt đầu với Frankie này của Dragon Ball này anh em. Uầy. Bắt đầu với Frankie của Dragon Ball kìa. Nó hóa cái gì ấy? Hóa sớm xét à? Đấm. Thích đấm nhau à? Đây rồi. Chidori. Không cho đánh luôn anh em ạ. Bay tới. Né bạn ơi. Ok. Né xuống. Ui. KO rồi anh em.
quá đáng sợ luôn, quá tuyệt vời và quá đáng sợ luôn. Đấy, đây là bóng đá này, đây game bóng đá này anh em, game bóng đá mini football, và mình đã giành vô địch. Yes, quá ngon rồi. Và chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em.